tu tập sau khi trở về nhà theo lời thầy dạy, cái đó phải quan trọng.
và tất cả những gì đạo hướng về Phật thì cái đó là cái quan trọng nhất, ít nhiều nó không quan trọng, cái quan trọng nhất là mọi người nghe lắng thực hành theo lời dạy của thầy, lời dạy của Đức Phật, cái đó là cái quan trọng nhất. Thầy dạy cái này để dừng máy video trên cho tổ đầu tiên và mong quý vị đã lời nghe pháp, và sau cái lời pháp thì chùa có phản đại, hôm qua là phản đại mì, bữa nay là phản bậy cơm tâm mì chả rất là ngon. Quý vị nghe có thời pháp và món ăn cực kỳ ngon, mà chút xíu nữa mời quý vị ăn cơm cũng ngon hẳn luôn. Hai chị làm ơn nha, cảm ơn quý vị. Mời các vị cứ về Tam Bảo để niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô trước hết chúng con xin đây đầu kính lễ hòa thượng viện chủ và xin thành kính tri ân những lời giới thiệu chân tình của thượng tọa về chúng con A Di Đà Phật, và kính chúc toàn thể các vị Phật tử ở trong hội trường có một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mặc dù thời gian không nhiều để chúng ta có thể chia sẻ nhiều vấn đề, nhưng chúng ta đã tranh thủ với tất cả những thời gian mà chúng ta có được. Chúng ta không phí những thời gian khi chúng ta gặp nhau. Và thông thường thì chúng tôi nhớ là Tôn Nữ Hỷ Khương có tặng cho chúng ta một bài thơ rất là vui, đó là lúc gặp nhau thì hãy cứ vui. Cuộc đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Như vậy thì những lúc nào mà chúng ta có cơ hội gặp được, chúng ta hãy tận dụng những thời gian và chia sẻ với nhau những gì hạnh phúc, an vui. Bởi vì cuộc đời đau khổ đã nhiều, đừng tặng cho nhau đau khổ nữa, nó thừa. Vì vậy thì những cái buồn phiền, oán hận, trách móc hay là những cái gì bốc đồng cho nhau, lúc gặp nhau hoặc là qua sau một đêm chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta hãy bỏ cho hết tất cả để lại phía sau. Bởi vì những thời gian mà để gọi là sống và hạnh phúc với nhau thì không có nhiều đâu các vị. Đau khổ không muốn thì vẫn ngang ngãn, nhưng mà hạnh phúc muốn hoài nó không hết. Vì vậy cái gì mà chúng ta ban tặng được cho nhau hạnh phúc thì tranh thủ đừng hứa hẹn. Đừng nghĩ rằng bao giờ người đó dễ thương tôi mới ban tặng hạnh phúc. Thật ra dễ thương và dễ ghét nó chỉ là tương đối. Cho nên có những lúc chúng ta xét mình cứ làm người dễ thương đi, rồi tự nhiên mọi người sẽ dễ thương với chúng ta, hơn là bắt mọi người phải dễ thương như chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới dễ thương sao, phải không ạ? Mong rằng như vậy thì những thời gian chúng ta gặp trong việc học tu theo Phật Pháp thì chúng ta học tu, và vì vậy cho nên chúng ta có nhận thức tích cực hơn một chút khi chúng ta hiểu về Phật Pháp. Con người chúng ta học Phật Pháp rồi chúng ta sẽ lạc quan, tự tin, yêu đời. Dù ở độ tuổi nào chúng ta cũng vẫn là một người rất là yêu đời. Còn nếu không học hiểu Phật Pháp thì chúng ta có thể già trước tuổi, và chúng ta lo lắng bận tâm nhiều thứ trước tuổi, bởi vì chúng ta không giải quyết được vấn đề. Hôm nay chúng tôi đến với các vị với đề tài như sự hứa hẹn của chúng tôi. Đó là bài giảng gì, đố ai nhớ? Hồi hôm nói rồi hả? Có nhớ được chữ nào trong cái tựa đề ngày hôm qua không? Đố ai nhớ được chữ tặng đĩa
Xin thưa với các vị, hôm nay chúng tôi đến với các vị với cái bài giảng là nhu cầu và hưởng thụ. Đây là cái điều mà muốn chia sẻ với các vị. Chia sẻ điều này để chúng ta đừng nhầm lẫn trong cái gọi là nhu cầu và hưởng thụ. Để vì sao vậy? Có những khi chúng ta không hiểu, chúng ta dẫm đạp trên lưng thường đạo lý. Có những khi chúng ta liều lĩnh với chính bản thân mình. Có những khi chúng ta nghĩ đó là cái vấn đề nhu cầu cuộc sống, rồi chúng ta bỏ quên tất cả những người thân. Và đôi khi chúng ta quá ích kỷ trong vấn đề nhu cầu hoặc là hưởng thụ, thì chúng ta lại đánh mất đi cái tư cách của con người mình. Như vậy thì ở đây muốn phân định rõ ràng về điều đó. Thành ra chúng tôi ở đây, chúng tôi nói không mang cái nghĩa là tôi nói đó là một sự đúng đắn, mà đây là quan điểm của chúng tôi khi được học Phật. Tôi chỉ chia sẻ với các vị như một quan điểm cần chia sẻ, sự nhận thức và sự hiểu biết và cái sự quyết định điều đó theo mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, chứ không hẳn là tôi nói như vậy, bởi vì lời của tôi không phải là chân lý. Trên cuộc đời này duy nhất chân lý chỉ có lời của Đức Phật. Tất cả những người học Phật chỉ là lời phiến diện theo nhận thức và tu tập kinh nghiệm của mỗi người. Vì vậy lời tôi mang tinh thần chia sẻ những gì tôi thấy như vậy, tôi biết như vậy, nhưng không nghĩa tôi thấy tôi biết là tất cả mọi người thấy biết giống như tôi. Nhưng mà tôi chỉ là đưa ra một cái phương thức như vậy, nếu chúng ta thấy điều đó gần gũi thích hợp để ứng dụng, để tu tập được, thì các vị cứ đón nhận. Còn đó là một vấn đề chia sẻ như một tính bàng quan, thì vấn đề bỏ qua một bên cũng chả sao. Bởi vì chân lý bỏ qua mới tiếc, còn tôi không phải chân lý cho nên bỏ qua cũng không tiếc lắm đâu. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, thông thường thì chúng ta có một cái quan niệm là trong cuộc đời đi tu hay là những người tu tập có lỗ lã và thiệt thòi lắm không? Tất cả những vị ngồi trong hội trường đây có thấy mình lỗ lã và thiệt thòi khi đi tu không? Hả? Chứ thấy làm sao? Hả? À, vậy như vậy như cô như vậy thấy tu học theo Phật làm sao? Ồ, thấy có lợi ích hả? Cộng trừ nhân chia giữa lợi ích và cái theo quan niệm hưởng thụ thông thường thì sao? Nha hả? Không biết sao cả 5 năm cũng được rồi phải không? Nghĩa không lỗ là được phải không? Như vậy mà các người vậy thấy có những người họ phát biểu như thế này. Họ nói cuộc đời đi tu lạ kỳ, tự nhiên sống trong cuộc đời tự nhiên nhỏ lớn lên vô chùa tu vô duyên. Tôi thì không biết họ nói với lý do gì. Rồi có thỉnh thoảng có những người quen biết và những người thân bằng quyến thuộc, có những người trực tiếp nhưng có những người không dám nói trực tiếp, nhưng nói qua lại nhau. Thấy thầy đi tu thấy tội nghiệp quá. Tôi nhiều khi tôi suy nghĩ, tôi nhìn tôi cũng đâu đáng tội lắm đâu, sao phải có ta nói tội nghiệp chuyện gì. Thật ra thì tôi không biết người ta nói tội nghiệp với góc độ nào. Nhưng mà có thỉnh thoảng tự nhiên họ nói là thấy đi tu thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà không biết là người ta nhìn mình tội nghiệp, rồi mình nhìn lại họ mình cũng tội nghiệp đâu kém đâu. Có những khi tôi nhìn thấy cuộc sống rất là tội nghiệp, nhưng mà ngược lại các vị thấy tôi tội nghiệp, chắc cái đó cũng nhìn theo nghiệp cảm, nghiệp ai nấy thấy, đúng không? Tôi đi tu tôi nhìn thấy tội nghiệp theo góc độ nhà tu. Các vị người đời, các vị nhìn tôi thấy tội nghiệp theo góc độ của người đời. Nói chung tội nghiệp qua tội nghiệp lại, thật ra đó là cuộc sống của tình người vẫn tốt. Một nhà tu quan niệm theo Phật giáo để nghĩ đến đời sống của những người Phật tử và những người sống trong xã hội, để nghĩ làm sao để giúp chia sẻ gì đó cho cuộc đời. Tất cả các vị Phật tử nghĩ gì đó để thấy rằng tội nghiệp như thế này bù lỗ cho quý thầy thế khác, đó cũng là cuộc sống hổ tư. Nhưng mà xin thưa với các vị, theo chúng tôi thiết nghĩ thì các vị nào có nghe những cái bài giảng tôi vừa rồi, đó là tôi giảng đề tài tu là cội phúc, thì các vị sẽ thấy một quan điểm của nhà tu trong việc này. Nhưng ở trong bài giảng đó tôi có nói một điều, thật ra chúng tôi đi tu chỉ là tôi tự nghĩ rằng mình không đủ sức để gánh vác những nghiệp chướng của cuộc đời, cho nên buộc lòng phải trốn vô chùa để lánh nạn. Tôi nghĩ như vậy. Còn các vị giỏi hơn các thầy ở chỗ là các vị thấy rằng mình có khả năng đó, mình có khả năng để trả tất cả những nghiệp chướng này, cho nên các vị cứ tự nhiên. Việc đó là liệu cơm mà gắp mắm.
ai thấy mình có cơm nhiều thì cứ gắp mắm cho nó nhiều, còn ai thấy mình là cơm ít thì gắp mắm ít cho nó vừa, để thôi nó quá thì nó mặn tội nghiệp. Và trở lại vấn đề, xin thưa chế các vị, nói đến vấn đề nhu cầu và hưởng thụ thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta phải suy nghĩ rất rõ để phân biệt giữa cái gì gọi là nhu cầu và cái gì gọi là hưởng thụ. Hai cái từ này các vị thấy nó đều mang tính cách là hưởng một cái gì đó, nhưng mà cái tính cách hưởng của nhu cầu nó khác với cái gọi là hưởng thụ. Nhu cầu là những cái đó là buộc lòng phải có, ví dụ như nhu cầu về ăn mặc ngủ nghỉ, tất cả nó thuộc về nhu cầu. Nhưng mà cái gì trên nhu cầu có nghĩa là thay vì mình ăn vậy cũng được, nhưng mà mình đòi hỏi một cách quá đáng thì cái đó gọi là hưởng thụ. Cũng trừ nhanh cái những cái nhu cầu đó, người ta hưởng thụ trên những nhu cầu của một con người chứ không phải hưởng thụ những gì ngoài đó. Nhưng mà theo một phương diện được cho phép và lương tâm đạo đức thì cái đó thuộc về nhu cầu chính đáng. Vượt qua tất cả những cái phương tiện đó, nó việc phung phí xa xỉ tất cả, cái đó gọi là hưởng thụ. Như vậy hưởng thụ không chính đáng trở nên tội lỗi, và nó nhiều vấn đề khiếm khuyết bất toàn. Và có những cái hưởng thụ không kém mang tính ích kỷ, và đôi khi mình làm khổ đau người khác. Như vậy khi liên hệ đến cái gì gọi là nhu cầu và cái gì gọi là hưởng thụ, thì lúc đó chúng ta phải liên hệ đến cái từ gọi là năm dục trong Phật giáo. Ở trong Phật giáo khi Đức Phật đưa ra vấn đề năm dục, năm dục là năm thứ ham muốn của con người. Năm dục gồm cái gì? Một là gì? Theo thuật ngữ chuyên môn. Như vậy năm dục theo thuật ngữ chuyên môn, một là tài, hai là gì? Sắc, ba danh, bốn thực, năm thùy. Như vậy năm cái này theo cái nghĩa Việt Nam của chúng ta, tiếng Việt về Phật học, đó là tiền tài, tức là những nhu cầu về vật chất. Sắc là những nhu cầu về thẩm mỹ, trong đó có nam sắc nữ sắc đóng vai trò chính. Tài sắc danh là những danh thơm mà như hồi hôm chúng ta đã chia sẻ qua cái bài giảng về Bát Phong. Thực là ăn uống, thùy là ngủ nghỉ. Khi Đức Phật đưa ra cái đó gọi là năm dục, tức là năm cái điều ham muốn của tất cả con người, khi Đức Phật đưa ra không mang tính cách lên án tội hay là phước hay là cái sai cái đúng trong này, mà đưa ra một nhu cầu thực tế của con người. Cuộc đời này con người này sống không thể thiếu năm điều đó, có phải vậy không? Khi chúng ta là một người của trần gian, có thể nào chúng ta sống mà không ăn không? Có không? Như vậy ở đây năm dục không mang cái tội hay là cái phước. Các vị là một người cư sĩ tại gia, có quyền thừa hưởng hay là có quyền nhận thức những điều đó với tính nhu cầu của một con người. Ăn uống, ngủ nghỉ, tài sản, sắc dục hay là mọi thứ khác, danh thơm, tiếng tốt, ở đây không mang tính cách xấu tốt. Trong cuộc đời nó cũng phải có cái gì mới gọi là cuộc đời. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật lên án cái đó xem như một tội lỗi, như một cái xấu, thì chúng ta hiểu lầm cho Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cũng ăn, Đức Phật cũng mặc, và Đức Phật cũng ngủ nghỉ. Nhưng mà cái ăn, cái mặc, cái ngủ nghỉ của Đức Phật, tại sao không bao giờ chúng ta lên án và chúng ta thấy cái điều đó là sai lầm và tội lỗi? Nhưng mà tại sao có những người trong xã hội lại có những người cũng ăn ngon, mặc đẹp, ngủ nghỉ, cũng tất cả những cái đó, danh thơm, tiếng tốt, sắc dục, lại bị lên án? Cái đó ở chỗ nào? Như vậy khi nhu cầu thì không có lên án, mà khi hưởng thụ thì coi chừng. Như vậy trở lại một vấn đề, ví dụ chúng ta xem ăn uống như một nhu cầu, thì chúng ta phải thấy như thế này. Thông thường người ta có một câu là: xin thưa các vị, sống để ăn hay là ăn để sống? Ai nói ăn để sống đưa tay lên. Vậy những người không đưa có nghĩa là sống để ăn. Sorry các vị. Thật các vị không biết đưa tay cái nào cho nó phải, đúng không? Thành ra lưỡng lự. Bây giờ các vị thấy, bây giờ ai ăn để sống, sống để ăn, cái điều đó tôi không cần biết. Nhưng mà nếu căn cứ trên từ ngữ đó đó, thế nào là sống để ăn và thế nào là ăn để sống? Nếu sống để ăn thì là hưởng thụ, mà nếu ăn để sống thì sao? Nhu cầu. Mà các vị thấy rất rõ, các vị hiểu được cái từ này. Tôi nghĩ các vị cũng hiểu, nhưng mà tại chưa có thuật tự để đặt cho nó thôi, tôi đặt thế cho các vị. Xin thưa với các vị, nếu gọi là ăn để sống
Thì thật sự trên cuộc đời này là quy luật. Tất cả những loài động vật trên cuộc đời này đều ăn để sống cả. Và riêng động vật cao nhất trong cái hệ động vật đó là con người. Như vậy trên vấn đề nguyên tắc ăn để sống thì ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, ăn ngon cũng được, ăn dở cũng được. Và nếu làm sao ăn để sống thôi chứ, mấy ông thầy ăn chay cũng đâu có chết đâu, đúng không? Như vậy thì bây giờ ăn để sống là ăn cái gì cũng được. Nhưng mà cầu kỳ trong cái ăn thì gọi là nó hơi có một chút cái tính gọi là sống để ăn. Bởi vì người ta nói là trên cuộc đời phải có hưởng thụ chứ. Thông thường là người xã hội như vậy, người tu không được quyền nói cái câu này. Người tu thì khác, ở đây mình tự nguyện mình tu chứ không ai bắt mình đi tu, mình phải đặt vấn đề đó. Và vấn đề hưởng thụ hay là nhu cầu là vấn đề đó tùy cái tâm niệm tu hành của mỗi người. Nếu cái vị này tu hành theo lời Phật dạy tương đối gần gũi thì tất cả những cái vấn đề này, quan niệm này, những nhu cầu hay là những cái đó nó không là vấn đề gì. Và nhà tu không xem nặng cái vấn đề nhu cầu, dầu là nhu cầu cũng không xem nặng. Còn vấn đề chúng ta sống tương đối người đời thì phải phân tích cái điều này sâu một chút. Để bây giờ quay trở lại vấn đề năm cái điều căn bản để gọi là nhu cầu hay là hưởng thụ, thì chúng ta phải nhìn lại năm dục theo lời của Đức Phật đưa ra. Năm dục như là tài sản, sắc dục, danh thơm tiếng tốt, ăn ngon và ngủ nghỉ. Đây là năm cái điều mà khi chúng ta phân tích để thấy khi nào là nhu cầu, khi nào là hưởng thụ. Xin thưa với các vị, tiền bạc là sự sản, là nhu cầu để chi tiêu trong cuộc sống của các vị. Điều này không thể sống khi không có tiền, phải vậy không? Nhất là trên đất Mỹ này. Ở Việt Nam chúng ta không có tiền chúng ta cũng có thể sống được. Đi cào cào châu chấu gì đó, tát mương lòng gồng hủng hỉnh, ngắt rau ngắt cỏ, dòng dòng giường gì đó cũng ngày qua buổi. Thật ra có những người ở Việt Nam có thể 2-3 tháng không có đồng nào trong túi chứ. Nhưng mà họ sống được vì sao vậy? Họ là nghề nông, cho nên mặc dù không có tiền mua cái khác nhưng mà có lúa gạo trong nhà thì cũng ăn muối, ăn canh, ăn rau gì đó bậy bạ, cũng có thể có đời sống qua ngày. Nhưng mà tới trên đề vấn đề căn bản là tiền bạc là một nhu cầu chi tiêu trong cuộc sống. Nhưng mà có những người có tiền dư giả và chúng ta chi tiêu trong bài bạc, rượu chè, ma túy, tất cả những cái đó, hoặc trong những vấn đề mua vui khác, thì cái đó nó không phải là nhu cầu nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta mua cho những nhu cầu của cuộc sống gia đình, chúng ta lo cho con ăn học, chúng ta lo cho cha, cho mẹ, cho bản thân mình cũng như tất cả những người thân, tất cả những cái đó chúng ta phục vụ theo nhu cầu của con người là không thể không có. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta có tiền, chúng ta dung vào casino, chúng ta thấy cái đó nhu cầu hay là hưởng thụ? Hả? Cái đó là thuộc về hưởng thụ. Bởi vì chúng ta không có chơi casino, chúng ta có chết không? Chúng ta không có chơi casino, có ai mà kêu ca các vị không? Chúng ta không có vô casino, có ai mà nguyền rủa các vị không? Nhưng mà ví dụ bây giờ á, nhu cầu là ví dụ ăn mặc như thế này, như các vị mà không ăn mặc một miếng nào ở trên con người, lúc đó là lại như thế nào? Nếu các vị đi ra trước công chúng hay là tới mọi người mà các vị không có ăn mặc cái gì trên con người thì các vị nghĩ sao? Như vậy ăn mặc là mình sắm cho mình một chiếc áo hay là một bộ đồ, cái đó là gì? Cái nhu cầu không thể thiếu. Nhưng mà các vị không có đến cái sòng bạc, có gì không? Như vậy cái không đến cũng không có cái gì, thì cái đó không phải nhu cầu mà nó là hưởng thụ. Như vậy có khi chúng ta sắm cho chiếc áo có 5 đồng bạc à, mà chúng ta vô casino cái là 100.000 đồng. Như vậy một đồng tiền này chúng ta lãng phí vào trong một cái casino như vậy, đó là một cái hưởng thụ thuộc về quá ích kỷ và thiếu trí tuệ. Chúng ta chỉ cần một cái vui đùa của những cái tham muốn nhất thời về ăn thua, mà chúng ta đôi khi chúng ta phải bán rẻ tất cả những gì chúng ta đã có được. Chúng ta làm khổ tất cả những người sống bên cạnh chúng ta, gần gũi chúng ta, để chỉ vì phục vụ cho cái muốn là ăn thua của chúng ta tại sòng bạc. Như vậy chúng ta nghĩ chúng ta có lương tâm hay là thiếu lương tâm? Như vậy chúng ta thiếu lương tâm trong vấn đề là ăn thua của mình. Đôi khi chúng ta vì sự ăn thua của mình, chúng ta về giận dỗi, chúng ta đánh đập, chúng ta hành hạ, chúng ta cắn đắng để làm khổ cho gia đình, khổ cho người thân. Tất cả những cái đó cái gì? Như vậy cái đó thuộc về dạng là hưởng thụ mà thiếu suy nghĩ, thiếu lương tâm một chút.
Nhưng mà tôi nói thật với các vị, trên cuộc đời này có bao giờ ai làm giàu được từ casino chưa? Có ai đi đánh bài mà để mà cất được cái nhà hay là mua xe hay là tạo dựng được một cơ nghiệp chưa? Chưa có bất cứ một ai ở trên xã hội này làm giàu từ cái vấn đề đi đánh bài cả. Nhưng tại sao chúng ta lại vùi đầu vào trong đó? Vùi đầu vào là vì cái gì? Vì cái tham của chúng ta thôi. Chúng ta chỉ phục vụ cho cái tham của chúng ta mà chúng ta bất chấp tất cả mọi thứ như thế. Như vậy chúng ta thử nghĩ, đó là vấn đề suy nghĩ như vậy là hơi nông nổi một chút trong vấn đề hưởng thụ của chúng ta. Ma túy, ma túy là một cái mà nó làm cho chúng ta dễ đi vào tội lỗi, nó cũng hơn bài chứ không có thua. Thật ra ma túy các vị sử dụng nó là nhu cầu hay là hưởng thụ? Bởi vì các vị không hút ma túy hay là không tiêm chích ma túy, các vị có chết không? Hay là các vị có bệnh tật gì nó không? Nhưng mà vì các vị ham vui, các vị tìm một cảm giác khoái lạc lạ lùng nào đó, do các vị không kiềm chế được cái tưởng tượng của mình. Mình tưởng tượng rằng ở trong đó nó là một cái gì thần tiên lắm, thù diệu lắm. Thật sự tất cả những sự thần tiên thù diệu đó trả bằng một cái giá rất đắt, trả bằng cả sự nghiệp. Ở Việt Nam vừa qua có một cái anh giám đốc 28 tuổi. Anh là một người giám đốc tốt nghiệp từ trường Đại học Kinh tế đàng hoàng. Và một cái kiến thức với một cái độ tuổi và kiến thức như vậy thì tương đối vững vàng rồi. Cha mẹ tin tưởng giao sự nghiệp này một công ty thuộc về công ty dạng là cá nhân á, cho anh để quản lý. Nhưng mà chỉ cần một lần thôi, anh cứ suy nghĩ như vậy, anh bị một cái người chú hay người cậu gì đó nói là đi hút cho biết. Và anh cứ nghĩ rằng bản thân của mình là người ở độ tuổi này, và mình là một người có kiến thức như thế này, mình nghĩ cũng một lần cho biết mà thôi, chứ không có cái ý gì. Và anh tự nghĩ rằng anh cho biết bởi vì anh có thừa tiền để làm điều đó, nhưng mà không biết nó uổng. Vì vậy cho anh đã chấp nhận đi một lần. Và chính đi một lần đó, cuối cùng 2 năm, 1 năm, 2 năm gì đó, cái cả cái sự nghiệp của anh gồm 2 tỷ bạc để đi theo tất cả những cái khói của nàng tiên nâu đó. Và công ty của anh đã cầm bán, nhà cửa cầm bán mà cha mẹ không bao giờ hay biết. Đến khi hay biết tất cả những cái đó nó là của người khác rồi, chứ không phải là của mình. Như vậy các vị thấy rằng khi cái gì phục vụ cho một cái tính nhu cầu thì ít bao giờ đẩy chúng ta vào cái khổ sở và cái sai lầm lắm. Nhưng mà nếu cái gì nó thuộc về hưởng thụ á, thì các vị phải xem chừng nó các vị. Thật sự các vị làm ra được đồng tiền, các vị có quyền hưởng thụ, không ai có quyền nói các vị. Các vị có quyền đi casino, các vị có quyền đi ma túy, vân vân, là quyền của các vị. Nhưng mà xin thưa với các vị, quyền của các vị, nhưng các vị còn phải hiểu rằng mình làm cái này với mục đích gì. Nếu 100 đồng này, 1000 đồng này mình làm được lợi ích cho biết bao nhiêu người không đầy được một chén cơm ăn, biết bao nhiêu người không có một mảnh áo mặc, thì hay biết chừng nào. Và nếu mà tất cả chúng ta chỉ phục vụ có 5 phút, 3 phút cho chúng ta trong một cái tận hưởng về ma túy, thì tất cả những cái đó chúng ta đã làm cho mình tiêu giảm phước báo hết tất cả. Cái gì chúng ta xài cho mình thì mau hết lắm. Cho nên nói thông thường trong cuộc đời mình cứ nói một câu gì, mình ăn thì hết, rồi sao nữa, mình cho người ta thì còn. Nhưng mà các vị có thấy thực tế nó có giống vậy không? Ví dụ tôi có ca nước này, tôi cho các vị một ca nước, có nghĩa là các vị uống hết rồi tôi còn được một ca nước không? Nó không có mang ý thực này, mà mang ý về phước đức. Ý về phước đức. Và phước đức là những cái chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt, chúng ta không nắm được bằng tay, nhưng đó là một cái cách thầm lặng theo suốt cuộc đời của chúng ta, để nó can thiệp vào khổ vui và hạnh phúc của chúng ta đó. Và các vị tìm nghe bài giảng tầm quan trọng của phước đức để hiểu thêm điều này. Xin thưa các vị, tôi giới thiệu các vị không mang tính cách là một nhà quảng cáo nhưng mà ở đây tôi mang tính cách là thời gian chúng ta không đủ chia sẻ hết mọi vấn đề, cho nên các vị có thể tìm thêm như những trong cái đó, các vị sẽ nghe thì các vị sẽ hiểu thêm trong cái việc đó. Còn trong những cái thời gian của chúng ta chia sẻ ở một mức độ giới hạn tương đối,
thì chúng ta chỉ chia sẻ ở một mức độ nào. Xin thưa các vị, tiếp theo một cái phần nữa, nhu cầu về sắc dục. Cô để tay xuống đi, để lâu nó mỏi. Khi mình thực hiện nghi lễ Đức Phật thì rất là tốt, phước báo rất đầy đủ, còn nghi lễ với thầy chưa chắc có phước nhiều. Xin thưa với các vị, sắc dục là một cái nhu cầu của cuộc đời. Và nhu cầu theo y học người ta gọi giống như là một nhu cầu về sinh lý. Xin thưa với các vị, bản chất của tình dục nó không xấu không tốt gì cả. Ở trong đây ví dụ như vấn đề sắc nam sắc nữ, tất cả những cái đó trong cuộc đời Đức Phật vẫn thừa nhận và chấp nhận cho chúng ta ở góc độ là thế nào. Đời sống đó là Đức Phật cho phép sống là hôn nhân, đúng không? Đức Phật cho phép sống thủy chung một chồng một vợ. Về nguyên tắc căn bản, sắc dục tôi cũng cho như là một nhu cầu. Nhưng mà nhu cầu này có thế này, có cũng được, không có cũng không sao. Nó không phải là một cần kiếp như là điều ăn uống của chúng ta. Nếu chúng ta không có ăn chúng ta chết không? Chúng ta không ăn chúng ta chết. Chúng ta không có uống chúng ta chết không? Chúng ta không uống chúng ta cũng chết. Chúng ta không có mặc chết không? Không chết nhưng mà khó coi. Có phải không? Không chết nhưng mà khó coi. Sự thật là như vậy các vị. Bởi vì ở Ấn Độ á, nó chỉ giờ vẫn còn một cái gọi là một cái tôn giáo á, tu gọi là lõa thể đó, tức là những cái gọi là hình như là kỳ na giáo hay gì đó. Tức là những cái giáo phái này hiện giờ Ấn Độ vẫn còn những giáo phái lõa thể, có nghĩa là không có mặc đồ, không có cắt móng tay, không có cắt tóc. Tất cả mọi thứ đều để theo dạng tự nhiên của con người như vậy. Và ngày xưa thì những cái phái này, ngày xưa thì chính phủ Ấn Độ không có can thiệp, vì đó là một cái giáo phái cũng có rất nhiều tín đồ. Và như vậy họ đi ngơi ngoài đường một cách tự nhiên như vậy. Nhưng mà sau này khi mà tính văn hóa nó được phát triển thì người ta thấy cái đó, mặc dù là một cái phái tu học theo tính truyền thống của văn hóa Ấn Độ, nhưng mà thấy có cái gì đó hơi mất một nét văn hóa với khách hành hương và nhiều cái sự tiến bộ khác. Cho nên sau này chính phủ cấm, tức là tu thì có ở thành cái vùng đó mà tu, muốn mặc không mặc gì kệ ông, nhưng mà đừng có đi lang thang như vậy. Rồi sau này chỉ cho đi lang thang mà khi cái ngày mà lễ của người ta, tức là ngày lễ chánh thống á, tức là những cái giáo phái đó nó cũng những ngày lễ chánh thống của nó, thì chấp nhận cho ra ngoài đó. Thì ở Ấn Độ nó có cái vậy. Các vị coi cái bộ phim Phật Quốc Ký Sự, tôi có giới thiệu với các vị một đoạn rất ngắn về cái những cái đoàn thể của những người lõa thể đó, tu theo phái lõa thể đi ở bên dọc dọc đường Ấn Độ đó, mà tôi có cắt một chút đoạn phim á. Xin thưa với các vị, như vậy thì ăn uống ngủ nghỉ hay là ăn mặc thì nó là những nhu cầu rất là đặc biệt, không thể không có. Nhưng mà nhu cầu tình dục là một nhu cầu có cũng được, không có cũng chả sao. Bởi vì xin thưa với các vị, có người suốt một cuộc đời không có quan tâm về vấn đề đó, không có quan trọng về cái đó. Hôm chúng tôi đi vừa rồi, chúng tôi đi máy bay qua bên bên đây, chúng tôi đi chung với một cái bà Mỹ. Thì qua hỏi chuyện thì bà được biết tôi là một tu sĩ Việt Nam. Khi có qua đây vì công việc và đi chia sẻ Phật pháp cộng đồng Việt Nam ở tại đây, thì bà nghe lịch trình của tôi đi, bà nói là wonderful. Thì khi đó thì tôi hỏi chuyện với bà hỏi là một người tu sĩ như tôi có lập gia đình không. Tôi nói là một người tu sĩ như tôi thì không có lập gia đình. Thì bà cười. Thì khi bà cười đó thì tôi nói là tất cả những người tu sĩ theo cái con đường học Phật làm như vậy. Nhưng mà tôi có trả lời thêm một câu. Tôi nói là khi mình đam mê một công việc rồi thì tất cả những việc khác dường như mình không quan trọng. Thì lúc đó bà mới đồng ý với tôi rằng, bà nói là cũng vậy, chính bà vì đam mê công việc, bà là giám đốc của một công ty, cho nên chồng bà cũng có vẻ chán bà. Bởi vì bà nói là bà lo công việc riết, bà quên đi cái vấn đề là của gia đình. Vì vậy cho nên bà đồng ý tôi cái chỗ đó. Cho nên tôi mới chia sẻ bà rằng tôi nói là một nhà tu, thì thật sự cái vấn đề đó là nó không quan trọng ở chỗ nếu người tu này chỉ hướng mục đích về sự giác ngộ. Một nhà tu chỉ hướng mục đích về cái tất cả những công việc khác, nghiên cứu và những cái khác, thì những điều này nó không quan trọng. Vì vậy cho nên khi tôi chia sẻ điều đó, bà rất đồng tình với tôi là đúng vậy. Khi con người ta để tâm vào một cái công việc thì người ta sẽ quên đi những việc khác.
Như vậy thì ở đây Kinh Phật mới thường diễn tả với chúng ta một câu là nhàn tư duy bất thiện. Tức là nếu con người chúng ta sống không có mục đích, chúng ta quá dư dả thời gian, thì chúng ta hay nghĩ đến nhiều việc bất thiện hơn. Vì vậy các vị biết ba tiêu chuẩn hạnh phúc căn bản trong cuộc đời mà người ta từng nói đến. Muốn có hạnh phúc căn bản trong cuộc đời, người ta cần phải có là: một là có một công việc để làm, hai là có một người để yêu thương, và ba là có một lý tưởng để hướng đến. Như vậy ba cái này như một cái chân kiền để tạo dựng hạnh phúc và không để cho con người đi lệch hướng với cuộc sống này. Còn nếu con người không có một công việc, đôi khi không có một công việc là đã không có tiền, có phải không? Chúng ta thất nghiệp, chúng ta không có việc làm là chúng ta đã không có tiền. Nhưng trái lại khi không có công việc là chúng ta lại nghĩ những cái sự tiêu khiển bậy bạ, có phải vậy không? Chúng ta tiêu khiển nghĩ trong vấn đề bài bạc, trong ma túy, trong rượu chè, có phải vậy không? Tức là đã không có công việc mà chúng ta lại nghĩ trong cái những sự tiêu khiển để làm cho chúng ta cạn kiệt tài sản hơn nữa, cạn kiệt tiền bạc hơn nữa. Và chính đó mới là một cái câu gọi là nhàn tư duy bất thiện. Trở lại vấn đề của chúng ta, như vậy vấn đề về sắc, tức là vấn đề nhu cầu về sắc dục, nó cũng là một nhu cầu của con người. Và nhu cầu đó có thể về một mặt tương đối của thế gian, đó là một nhu cầu cho là chính đáng đi. Nhưng mà có những người không xem là một nhu cầu, nhưng có những người xem như một hưởng thụ. Vì xem như một hưởng thụ cho nên nhiều cặp vợ chồng mới đổ vỡ từ cái này, ghen tuông xuất phát từ cái này, công ăn việc làm bỏ dở từ những cái này, cả một gia đình hạnh phúc phải tan nát từ những cái này, người cha người mẹ phải khóc lóc nan nỉ từng đứa con từ những cái này, có phải vậy không? Cho nên ở đây các vị thấy, mặc dù sự thật trên nguyên tắc là điều đó, Đức Phật cũng thừa nhận sự thật, xã hội cũng công nhận sự thật, nhưng không có nghĩa rằng các vị thấy chúng ta là con người, chúng ta thấy rằng thời gian nó không còn dài với chính mình, hay hoặc là đời người chả có bao nhiêu, có mấy mươi năm trên cuộc đời thì cứ mà mặc mà hưởng thụ để chết rồi uổng. Tất cả những suy nghĩ đó chỉ nghĩ hơi kém một chút về vấn đề hiểu biết của chúng ta. Xin thưa với các vị, vừa qua chúng tôi có tiếp chuyện với một cô Phật tử ở tại San Jose này. Ở dưới vùng đó, bệnh viện tiếng Mỹ mà tôi không nhớ. Thì khi mà tôi tiếp chuyện thì cô này cổ rất là tội các vị. Thật ra cổ sống ở nước Mỹ, nhưng mà phong cách và tâm hồn của một phụ nữ Việt Nam vẫn còn đầy tràn trong một cái phong cách của cô ta. Từ tâm hồn, suy nghĩ cho đến mọi thứ, là một người phụ nữ vẫn đảm đang, thủy chung, chiều chuộng hay là hiền thục, dường như còn đầy chất trong một cái con người đó. Chưa bị đồng hóa, chưa bị một khuynh hướng của Tây Phương làm mất đi cái nét văn hóa của một người phụ nữ Việt Nam. Vì chính chỗ đó cho nên cô ta có thể chấp nhận một điều này rất là đáng thương và rất đáng tội nghiệp. Cô nói như thế này: thật ra thì cô rất yêu thương chồng, yêu thương chồng như thực nghĩa của một phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm với chồng. Nhưng mà chồng cổ thì lại vô tình đến độ mà tôi kể vắn tắt thôi, mình không nói dài dòng đến cái vấn đề đời tư của người ta nhiều. Nhưng mà đại khái là sau khi chồng về Việt Nam, vì về Việt Nam cho nên là có quen một cái người phụ nữ khác, và cái người phụ nữ họ có một cái nhạy bén, rất là nhạy bén, là thật ra họ không biết họ thấy hay không, nhưng mà họ rất có nhạy bén là khi chồng mình ngoại tình, dường như bộ nó có một cái dáng vẻ gì á, không biết cách nào mà họ phát hiện ra được là chồng mình có vấn đề. Và cô này gặng hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì thật ra thì chồng cũng thưa thiệt là có, nhưng mà đã bỏ rồi. Bỏ hay không thì chưa biết, nhưng mà thú thật trên cái vấn đề nói chuyện giữa vợ chồng là nói bỏ rồi. Nhưng sau đó lại là đặt vé máy bay để trở về Việt Nam mà không bao giờ cho gia đình hay. Và tới ngày mai đi thì hôm nay mới nói rằng mai anh sẽ về Việt Nam. Và trong cái thời gian sống như vậy đó, thì cô này thấy rằng anh dường như có một cái sự là sống trong gia đình mà không có sự chăm sóc và nhiệt tình, không có quan tâm đến như thế này nữa, mà anh để một cái tâm hồn đau đau đó. Cho nên thật ra cô này cũng rất là buồn, nhưng mà vì có cái tính kiên nhẫn, chịu đựng và giữ cái nết của một người vợ cho nên không có nói nhiều. Chỉ rằng là anh lúc nào cũng đừng quên đến mẹ con em, thì chỉ nói vậy thôi, nói một lời rất tha thiết.
Nhưng mà khi anh này khi trở về Việt Nam đi đột ngột như vậy, cô không thể chấp nhận được cái sự mà đột ngột như vậy và đi như vậy. Thì tôi có hỏi rằng hai người ly dị chưa? Thì không có ly dị, nhưng mà sống thì không sống và hứa hẹn thì không hứa hẹn. Mà cô này chấp nhận cho anh này ra đi thì lúc nào cũng nói rằng nếu anh ra đi vì một lý do nào đó thì vấn đề tùy anh, nhưng mà khi lúc nào anh nghĩ đến mẹ con em thì cứ việc quay về. Tôi nghĩ cô này rất là tội nghiệp, tại sao mà phải nói những câu đáng thương như vậy? Mình rẻ đến độ mà phải như vậy của bỏ vậy sao? Như vậy thì tôi thấy rất đáng thương ở chỗ đó. Xin thưa các vị, nhiều khi một nhà tu không nên can thiệp vào chuyện đời, nhưng mà có những cái thiệt ra tôi là một nhà tu chứ những con cái rất là bức xúc. Ai không bức xúc giùm cũng được. Thì khi cậu nói ra như vậy á, thì tôi thấy tội nghiệp quá. Thì mỗi một lần anh điện thoại về, anh nói là cậu nói là anh luôn luôn anh nói là anh có lỗi với em, nhưng mà anh không thể trở về sống. Và cái sự trở về đó là anh không biết một ngày nào. Thì cứ dùng dần như vậy hoài, bỏ mà lấy. Mà nói một cái như vậy, cái xét của anh để lại trước khi anh ra đi là 80.000 đô. Anh đã bị thiếu nợ ở ngân hàng. Cô này phải lấy 50.000 đô từ trong ngân hàng của mình có để trả hết số nợ này, để em thôi là trả tiền lời hàng tháng, chịu không có nổi. Và cuối cùng phải chấp nhận 30.000 này, còn lại hàng tháng phải đóng lời. Cô này không đóng lời là anh nguy hiểm đó. Bởi vì cái nợ này của anh chứ không phải là của cô. Thì sau khi như vậy rồi á, thì tôi nghĩ rằng á, lúc nào anh này cũng điện về nói là anh là thấy rất có lỗi với em, nhưng mà anh bây giờ thì anh chưa có thể quay về được. Chắc là tôi mới trả lời với cô một câu là anh rất có lỗi với em vì để hàng tháng 30.000 đô này em phải đóng lời. Tôi nghĩ cái đó hơn là cái vấn đề khác. Nhưng mà anh ta không có nhắc. Và anh ta cứ quay về cứ nói như thế này là em không giúp anh thì không còn ai giúp anh về việc đó. Tức là bây giờ chỉ có một mình em có thể giúp anh được điều này, mà không có em thì không ai giúp anh về chuyện đó. Và vậy do buộc lòng á, cô này phải chấp nhận cặm cụi đi làm để đóng vào khoản lời 30.000 đô này, chấp nhận nuôi hai đứa con một cách thầm lặng, và để nhận được một cái câu là anh có lỗi với em, và anh nghĩ nếu một ngày nào đó có thể, rất có thể anh sẽ quay về. Như vậy thì tôi nghĩ như vậy là cái cách mà treo lỏng, giam lỏng người ta như vậy thì tội lỗi quá. Xin thưa với các vị, cô này dứt phát thì không dứt phát, nhưng mà trong lòng vẫn còn hy vọng. Và một khi đó, khi nói chuyện với tôi á, thì tôi mới hỏi cô rằng bây giờ trong lòng cô nghĩ sao, cô có thể dám chấp nhận là cái sự này ra tòa ly dị hay không? Bởi vì nhá, một cái người kia thì người ta đi, người ta thuộc về dạng hưởng thụ, còn mọi vấn đề thiệt thòi là cô là một người quá ư thiệt thòi. Cô nghĩ sao về điều này? Cô nói là con rất đau khổ về điều này, cho nên mỗi khi mà anh điện thoại về á, thì cô nói là thôi anh đừng có gọi cho em nữa, đừng làm em khổ nữa, hãy để em quên đi và em vui dần để em lo cho các con. Thì tôi mới trả lời cô rằng đó là cô lót đường cho ông ta tiếp tục đi. Tại sao vậy? Anh đừng điện về em khổ quá, có nghĩa là em vẫn còn nhớ anh, anh đừng làm em đau khổ tiếp tục. Như vậy trong khi một người đàn ông á, họ hiểu được chính mình như vậy, họ hiểu được mình thủy chung chiều chuộng và chấp nhận sự thiệt thòi, cho nên họ dẫm đạp trên lương tâm của mình. Người này nghĩ rằng mình có thể đi, nhưng mà rồi một ngày nào đó ai đá mình, nhưng mà về vợ mình đâu có đá mình đâu. Vì tự tin vào chuyện này cho nên mặc tình mà đi, không cần nghĩ đến gia đình. Mặc dù ông nào biết Victor Hugo ông đã từng nói rằng người ta đi vì tiêu khiển mà cần trở về vì tìm hạnh phúc. Tôi đồng ý rằng thật sự trong con người, một người nam hay một người nữ, ai cũng có tính tiêu khiển, và tiêu khiển ở mức độ nào đó. Nhưng mà tiêu khiển để làm đau khổ một cách quá đáng như thế này thì đó là một tiêu khiển quá ích kỷ, thì vấn đề không nên. Cho nên tôi chỉ khuyên cô như thế này: một trong hai cô phải chọn. Nếu cô cứ dùng nhẫn như thế này hoài thì cô đã tự kéo dài đau khổ cho mình. Như vậy cô phải dứt phát với chuyện này là từ đây về sau cô đừng bao giờ nghe điện thoại từ phía bên kia nữa. Có gọi cô biết cái số này của anh ta, cô hãy cắt đi. Hoặc là anh đổi số thì cứ việc nghe, nếu tiếng nói đó của anh, cô hãy cắt đi. Cắt để cho ta anh hụt hẫng, không còn sự, tức là không còn một hy vọng về cái điều này. Thì anh ta sẽ có một sự suy nghĩ, trong hai phải chọn một.
Còn nếu cô như vậy hoài thì vô tình cô xúi anh ta cứ đi 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 rồi về em sẵn sàng đón nhận, thì vô tình có một chỗ dựa ngon quá, tại sao mà không đi? Cho nên tôi khuyên là hãy cắt bỏ tất cả những cái điều này, là không nghe điện thoại về anh nữa. Thứ hai, những cái chat này không bao giờ ký nữa. Hãy để anh ta tự chịu trách nhiệm trước cái bài bạc của mình về vấn đề nợ đó, thì anh ta phải chịu trách nhiệm trước cái vấn đề. Hưởng thụ thì phải chấp nhận cái sự trả dai này. Cô không làm thì cô không trả như vậy. Nếu anh ta là một người chồng thủy chung lo lắng, nhưng mà lỡ làm ăn thất bại, cô có thể hy sinh chết đi chăng nữa cũng đúng nghĩa. Bây giờ anh ta vì lo cho cuộc sống gia đình vân vân, anh ta kinh doanh làm ăn, nhưng mà lỡ không may mắn thất bại, vì vậy anh cô thương chồng, có thể là cô cài cóc móc mũi và hy sinh nhiều hơn để cứu lại cái vấn đề thất bại của chồng. Hoàn toàn tôi đồng ý. Cô thân sơ thất sở để cô hy sinh điều này, tôi cũng đồng ý. Và người chồng khi đi ra khỏi gia đình như thế này là vì mẹ bệnh ốm đau, vì vậy cho nên phải cách ly gia đình để về để lo cho cha mẹ. Ở bên đây cũng phải trả bao nhiêu tiền bạc này cũng vẫn đúng nghĩa, tôi vẫn chấp nhận. Nhưng mà cái này tôi không chấp nhận được. Như vậy một bên đi tìm cái nguồn vui của hưởng thụ ích kỷ cá nhân mình, một bên này phải chịu đựng cho một sự ích kỷ như vậy. Tôi thấy rằng cái sự bất công này quá đáng. Cho nên vì vậy ở chỗ là tôi chỉ cho cô một giải pháp là chia sẻ thôi. Tôi nói như thế là phải cắt đứt cái chuyện này đi. Cắt đứt thì anh ta có thể quay về, hoặc là có thể không. Khi cô cắt đứt tất cả, cô sẽ có một câu trả lời chính xác. Bây giờ cô không biết được rằng anh ta có thương cô hay không, hay là anh ta có muốn quay về hay không, mà lòng thì vẫn hy vọng, mà thực tế thì nó lại xa vời. Giữa cái đó nó làm cho cô cắn đắng từng ngày. Cô nói cô đi làm thì khoay khỏa, nhưng mà về tới nhà cô lại khóc. Như vậy thật ra cô quá hiền đi. Cô quá hiền. Vì vậy cho nên chúng tôi mới nói như vậy. Bây giờ cô đừng để tâm tới cái đó. Cô đem tình yêu này, cô lo cho con cái của cô, hai đứa con còn lại. Cô đã hy sinh để gánh hai đứa con là cô đã quá tốt với ổng rồi. Nếu ra tòa ly dị, cô mà nuôi hai đứa con này, ổng phải chu cấp cho tới 18 tuổi. Đó là vấn đề luật pháp. Như vậy khi bây giờ ông lại đi chơi mà ông không chu cấp tiền lời cho ngân hàng, cô phải trả. Hai đứa con này một mình cô gánh, như vậy cô nghĩ thế nào? Vì vậy không cứu được tình thế, cô phải cứu được cho chính cô cả đã. Vì vậy tôi khuyên cô là cắt đứt, cô sẽ có câu trả lời. Và khi cô dứt phát cái điều đó thì ổng có thể qua về hoặc là không. Một là không thì cô cũng rảnh nợ để lo chuyện khác. Hai là có quay về, nhưng mà tôi nói như thế này, cũng đừng bao giờ dễ dàng đón nhận. Đừng thấy khi ổng quay về cái mừng quá, cái tha thứ hết tất cả liền. Cái gì dễ chấp nhận tiếp tục nó sẽ đẩy cô vào đau khổ lần thứ hai. Cái gì khó nó sẽ có một cái giá của nó đó, thì sau này người ta ngại. Ví dụ bây giờ cô dễ dàng tha thứ quá đó, thì mai này ổng sẽ tiếp tục, khi mọi việc đâu vào đó rồi tiếp tục cái vấn đề này là ngựa quen đường cũ. Cho nên thầy khuyên cô một cái điều như thế này là dầu ổng có quay về, cô có mừng chín xe 10 vàng thì mừng trong lòng thôi, bên ngoài vẫn lạnh như đá như tiền cho tôi. Và thế này, khi mà sự thiết tha của một người thật sự quay trở về vì lo cho hạnh phúc gia đình, thì cô phải đặt điều kiện. Cô là người có quyền đặt điều kiện, chứ không phải cái quyền điều kiện từ cái phía ông kia. Ông kia không có quyền đặt điều kiện gì hết. Những điều kiện này bao giờ cái người chồng của mình chấp nhận được những điều kiện này một cách thành tâm, thì cô cứ việc chấp nhận cuộc hôn nhân này quay trở lại. Bằng không thì cứ dứt phát ra tòa, chuyện ai nấy giải quyết. Như vậy chứ không thể nào mà giam lỏng mình như thế đó. Cuộc sống ai cũng có tính cách tự do của họ, không thể giam người này để cho mình tự do, còn người ta thì phải như thế. Như vậy chính cái chỗ đó, tôi cho cái sự hưởng thụ đó là hưởng thụ hơi ích kỷ và tội lỗi. Mình hưởng thụ, mình đi tìm những cái nguồn vui của chính mình, mà mình phải làm người khác phải chấp nhận sự đau khổ để hy sinh cho mình. Điều này không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Như vậy có thể vấn đề giải quyết cho nó có tính cách hợp lý cả đôi điều, là điều này tôi muốn chia sẻ với các vị. Xin thưa với các vị, điều này chúng ta cũng không dễ dàng thông cảm. Bởi vì những người khi có lương tâm và đạo đức, những người có tính thủy chung và những người có đời sống đạo đức và gương mẫu, thì việc này không thể xảy ra. Tôi nhớ tôi đọc trong cổ học Tinh Hoa, nó có cái mẫu chuyện là đó là Yến Anh. Tức là tể tướng Yến Anh là một cái người dưới cái triều đại của vua Cảnh Công của thời kỳ Trung Quốc. Yến Anh là một cái tể tướng rất là có tài,
Cho nên là khi mà nhà vua rất là trọng cái tài của Yến Anh, cho nên nhà vua có một người con gái là công chúa đó, rất là đẹp, muốn gả cho Yến Anh. Nhưng mà tể tướng Yến Anh đó, là đã có vợ rồi, nhưng mà đã lớn tuổi rồi, cho nên là phụ nữ lớn tuổi thì thật sự á, thì về nhan sắc thì nó cũng phải tàn phai theo tháng ngày. Đàn ông thì phai tàn chả có gì để nói, nhưng mà phụ nữ tàn hơi tiếc một chút, có phải không? Bây thông thường tại tay ví phụ nữ như một đóa hoa mà. Xin thưa với các vị, hoa thì nở có lúc cũng phải tàn, đó là quy luật. Nhưng mà Yến Anh là một con người sống rất là trượng phu, trọng nghĩa, chứ không phải là những cái nghề tham mê về sắc. Cho nên một hôm á, vua Cảnh Công mới đến thăm Yến Anh. Và khi đến dự một buổi tiệc rồi mới tâm sự với Yến Anh rằng: này Khanh, Khanh là một hiền tài như vậy thì á, phải xứng đáng với những người con gái trẻ đẹp, chứ vợ Khanh giờ này đã vừa già vừa xấu, thì Khanh lại sống như thế, như vậy cũng tội nghiệp cho Khanh. Bây giờ chẳng có một đứa con gái thì chẳng thấy không ai xứng đáng bằng Khanh, cho nên chẳng muốn gả nó cho Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Thì lúc đó tể tướng Yến Anh mới đứng ra xá đức vua hai xá, mới nói rằng: dạ thì tâu với chúa công hay đại dương gì đó, thì mọi việc của chúa công nói là rất là đúng, nó thông thường thì như vậy, nhưng mà chúa công cũng không để cho hạ thần phải mang tội bất nghĩa chứ. Tại vì hạ thần đã cưới vợ của hạ thần từ khi còn trẻ đẹp, và từ khi còn trẻ đẹp thì người phụ nữ thông thường là muốn gửi gắm á, là muốn gửi gắm là để chăm sóc lúc về xấu về già này. Như vậy thần cũng đã hứa với hiền thê của thần là sẽ chăm sóc suốt đời, chi lúc mà hiền thê về già và có xấu đi chăng nữa. Nhưng cho nên á, đức vua tức là chúa công cũng không nên để cho hạ thần mang cái tội bất nghĩa với hiền thê. Như vậy thì một cái người nói ra như vậy thì đức vua biết rằng đó là một vị trung quân mà sống có tình có nghĩa, cho nên đức vua không đủ cái can đảm chạnh lòng để can thiệp. Như vậy nếu một người có đức, một người trung thủy, một người sống mà vì cái người thương của mình có thủy có chung thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thể thay đổi được. Như vậy mình không nên một cái như thế này, mới chuộng mà cũ dông. Nếu chúng ta chỉ sống mà thuộc về cái khuynh hướng gọi là hưởng thụ để chạy theo bóng sắc thì tất cả chúng ta đều có cái cách so sánh hết. Chúng ta hay đi bước ra bên ngoài, chúng ta so sánh với chồng mình, bước qua bên ngoài gặp người khác so sánh với vợ mình. Ai có tâm niệm này dứt phát đổ vỡ gia đình là chuyện trong một ngày gần hoặc một ngày xa nào đó. Cho nên á, khi chúng ta hôn nhân, chúng ta đã chọn một con người đã từng chung sống, chúng ta đã thừa nhận mặt tốt, đồng thời chúng ta đã chấp nhận mặt xấu từ ban đầu, có phải vậy không? Ví dụ bây giờ hồi lúc đó đó, có những người khi chúng ta hôn nhân biết rằng người này có khiếm khuyết gì đó, nhưng mà xuất phát từ tình yêu chúng ta thấy người này có một cái tốt gì đó, chúng ta mới cưới chứ. Như vậy thì không thể cưới về rồi mai này chúng ta gặp một cái con người đó, chúng ta đem vợ mình hay đem chồng mình để ra so sánh. Nhất là cuộc sống ở tại Mỹ là một cuộc sống tự do, một nền công nghiệp, và tất cả mọi người đều có quyền đi làm, chứ không phải là vợ ở nhà chỉ biết là mai giá thiêu thùa chăm sóc con như một cái nền văn hóa phong kiến. Như vậy thì bây giờ một người nữ cũng có quyền đi làm, một người nam cũng có quyền đi làm. Vậy thì khi mà tham gia vào tất cả các công sở thì sao? Luôn luôn lúc nào dưới mắt chúng ta cũng có những người chúng ta vừa ý. Đây là nguyên tắc. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta vừa ý ai rồi tự nhiên chúng ta đem cái tâm mà bỏ theo người đó là không đúng. Tại vì trong cuộc đời này, những cái vấn đề lịch lãm, lịch sử trong vấn đề giao tế, điều đó chúng ta khó hiểu lắm. Vì vậy ở đây chúng ta không vì bất cứ một lý do nào mà chúng ta quên trách nhiệm. Mặc dầu có một người nào đó chúng ta có thể thích ở góc độ nào trong lúc công việc chúng ta cùng làm gần gũi, nhưng không có nghĩa là chúng ta thích và chúng ta chiều chuộng theo cảm giác của mình. Bất cứ một ai sống nhẹ dạ để chiều chuộng theo cảm giác của mình, đó là người sống theo xu hướng. Người này dễ đánh mất mình và người này dễ đánh và đem hạnh phúc của mình ra đánh đổ với những cái vấn đề hưởng thụ. Vì vậy ở đây khi một người biết trân quý những hạnh phúc và biết trân quý thủy chung và có giá trị về đạo đức
thì những điều này tôi nghĩ không thể xảy ra. Mình mến mộ nhau trên tình bạn, trên công việc, trên mọi lĩnh vực, đó là chuyện bình thường, không có gì hết. Mình mến mộ một tài năng, mình mến mộ một cái sắc đẹp, mình mến mộ một cái gì đó, giọng hay, tiếng tốt, tất cả cái đó gọi là cái hâm mộ của mình. Ai cũng có quyền hâm mộ một cái gì theo mình thích, điều đó không có lỗi gì hết. Mình có quyền hâm mộ một nhà văn, mình có quyền hâm mộ một tài tử, mình có quyền hâm mộ một ca sĩ, mình có quyền hâm mộ một cái gì đó, đó là quyền của mình. Và tình cảm, tất cả mọi thứ nó đều có sự khác nhau. Tình thương của vợ chồng khác, tình thương của cha mẹ khác, tình thương của giới con cái khác, và tình thương của những người hâm mộ khác. Tất cả đều tình thương, nhưng không thể cái gì thế chỗ cho nhau được. Mặc dù nó xuất phát từ cái lĩnh vực là tình cảm của con người, nhưng mà mỗi một lĩnh vực tình cảm nó khác nhau. Không thể là đem tình cảm cha mẹ so sánh với tình vợ chồng, nó không có giống nhau. Xin thưa với các vị, trên nguyên tắc nó là tình cảm nhưng mà không giống nhau. Ví dụ các vị đem hai con gà, các vị cộng với hai củ khoai lang ra cái gì? Ra bốn, mà bốn cái gì? Bốn cái gì? Bốn không được cái gì hết, có phải đúng không? Bốn cái gì bốn được? Hai với hai thì bốn được, mà hai gà với hai khoai lang không ra bốn được. Bốn nhưng mà không biết bốn cái gì hả? Tới lúc đó bốn là bốn nồi cà ri. Xin thưa với các vị, cái đó là tôi muốn nói là vậy. Bởi vì tôi muốn nói là tình cảm nhưng mà nó không thế được. Tôi dành tình cảm cho cha cho mẹ nó khác với tình cảm với vợ chồng, hay là tình cảm của cha mẹ nó khác với tình cảm dành cho con cái, và tình cảm này nó khác với tình cảm của bạn bè. Như vậy, trở lại vấn đề, như vậy khi đặt vấn đề về tình cảm là chúng ta đã có sự hẹn ước và sống với nhau. Còn tất cả những cái khác ngoài sự hẹn ước đó, chúng ta có quyền ngưỡng mộ nhưng không có được quyền vượt qua giới hạn để làm đau khổ những người chung sống với mình, là một người chồng hay là một người vợ. Và chúng ta đừng nghĩ rằng cái điều đau khổ này xảy ra là giữa hai vợ chồng cùng chịu, không có đâu. Hai vợ chồng cùng chịu là một phạm vi thôi, còn những người cùng chịu khác đó là con cái của các vị, là cha mẹ đôi bên của các vị, chứ đừng nghĩ như vậy. Cho nên có những khi chúng ta suy nghĩ một cái điều nông nổi một chút thì chúng ta sẽ đẩy cái hạnh phúc chúng ta đi rất xa, và chúng ta đã mất đi cái tư chất và cái bản chất của một con người, cái tư cách đạo đức của một con người liền. Các